đương nhiên là mình phải cần một cái vòng hình tròn rồi, tại vì hình trụ tròn mà mình sẽ làm cái vòng này, nó giống như là cái khung của con diều đó, nhưng mà mình chỉ cần có một cái thôi. Thì tiếp theo nữa là một cái tờ báo đó, cái mình của con diều sẽ là cái tờ báo này nha. Bây giờ thực hiện thì cũng dễ thôi, mình sẽ dùng băng keo để mình dán làm sao cho cái miếng giấy của mình nó sẽ thành, khi mà bung căng ra thì nó sẽ thành cái hình tròn, thì mình cứ việc dán nối hai cái điểm này lại với nhau là được rồi. Rồi xong đó, nó đã dính lại với nhau rồi nè. Tiếp theo nữa là mình sẽ dán cái này vô cái khung nha. Sau khi mình được cái hình trụ của cái tờ báo này rồi thì mình đặt cái khung vô, cái khung mình đã làm sẵn rồi, thì cái chiều dài của cái khung với lại cái chiều dài của cái báo này thì nó bằng nhau, khi mà mình đưa vô là nó sẽ khớp luôn. Đây, nó như thế này đó, các bạn thấy không, đưa vô như thế này nè. Đó, mình dán xong rồi nè. Chỉ cần mình lồng cái khung này vô, mình dán lại thế này nữa là mình cột lèo là mình đi chơi được rồi. Thì nói chung là cái này dán bằng keo con chó thì nó rất là nhanh. Tại giấy mà dán vô trong tre dùng keo con chó thì thứ nhất. Thứ hai nữa là bạn có thể dùng hồ ha, hồ dán học sinh đó, thì dán nó rất là hợp lý luôn. Bây giờ mình sẽ cột dây vô rồi mình đi thả thôi. Cột thì cũng đơn giản, cột hai điểm. Dây thì mình sẽ cột vô đây một đầu, mình cột ở trên nó một cái nữa, cột đối xứng được rồi các bạn. Rồi cá kèo luôn phát ơi. Không biết cột gì đúng không nữa. Mình thì chưa chơi cái này nhưng mà mình thấy mấy anh trên mạng người ta thả bài cao quá. Mình cũng tập tành mình làm theo mình chơi. Đây bây giờ mình sẽ cột như thế này rồi sau đó là mình sẽ đem đi ra ngoài ngoài bãi thả diều mình thả nha. Nhớ là mình phải cho vô tí keo. Rồi ok, lượm sạch. Đấy, mình với thằng Phát đã ra tới chỗ thả diều rồi. Hiện tại gió rất là lớn luôn, bữa nay không làm diều sáo bự, uổng quá trời uổng. Thằng Phát thì nó đang thả con diều bao ở phía trên đó, các bạn thấy không, ở sau lưng mình kìa. Còn mình thì đang cầm trên tay cái con diều hình gì, hình trụ tròn của mình, không biết là nó có bay được không đây. Bây giờ mình sẽ nhờ thằng Phát nó cầm cái máy quay cho mình để mình thả thử con diều này lên nha các bạn. Bây giờ mình chơi thế này, mình sẽ thả con diều này lên, nếu mà nó bay không được á là mình sẽ cột vô trong cái đuôi con diều của thằng Phát luôn. Tại vì con diều này thì mình thấy nó cái kiểu mà không biết là nó bay được hay không, mình cũng không chắc chắn nữa, nhưng mà mình thấy người ta bay được. Bây giờ mình sẽ thả nha, cột dây rồi thử cho Phát. Dạ. Ô, bay luôn Phát ơi. Bay kìa Phát. Dạ. Wow. Quá dữ Phát ơi, lên lên một mặt luôn Phát ơi. Thôi lên bằng nhiều Phát luôn kìa. Đó, 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 Phát ơi, nó bay lên tới gần tới. Trời ơi, nó lủi rồi, nó lủi rồi. Lên, 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 lên. Chết, 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 chết. Cái con diều này á, mình đúng ra là mình thả bằng dây chỉ các bạn, nó sẽ hợp lý hơn á. Tại con dây này nó hơi nặng nè, nó làm cho con diều mình nó bị hơi bị chìm xuống. Để tí nữa mình đi thay con dây chỉ cho nó thử coi sao nha. Bây giờ là bạn mình sẽ bận quay clip cho các bạn coi, không đi đổi dây được. Mày đã lắm. Mình vừa chạy về nhà lấy cái cuồng chỉ lại nè các bạn, để coi nó có nhẹ hơn không nha. Diều mình nó dễ dễ bay hơn không. Lên đi con, lên đi con. Lên kìa Phát ơi. Nó bị ấy rồi Phát ơi. Gì anh ơi?
Hồi nãy gió lớn thả được, bây giờ gió yếu quá các bạn ơi. Thử 3 lần nữa. Wow, đúng rồi Phát ơi, cục dây nó nhẹ hơn, dễ bay hơn kìa Phát. Đúng rồi anh ơi. Ba anh cao luôn rồi kìa anh ơi. Cao rồi. Dây nó nhẹ quá mà. Ơi ơi ơi. Rồi. Rớt luôn rồi anh ơi. Sao sao sao? Để anh thả lại. Gió nó bị hấp. Mạnh lại nè. Gió lại rồi đó. Nói chung là con diều này bay được các bạn ơi, chứ không phải là không được nha. Các bạn có thể thấy là nó bay cao, nhiều lúc nó bay tuốt lên trên luôn á. Nhưng mà gió thì nó không đều, lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, cho nên là con diều nó cũng hơi khó bay. Kiểu mà dùng cái dây thả diều cá mập á, thì nó hơi khó. Nhưng mà lúc chuyển qua cái dây chỉ này á, thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ. Nó nhẹ con diều, nó không bị gị xuống á. Nếu mà thả dây cá mập thì con diều nó bị nặng, nó bị gị xuống như thế này nè. Nói chung là con diều này chơi được nha các bạn có thể làm thử chơi nha, làm lớn làm nhỏ thì cũng được. Cái này của mình thì làm cũng tương đối là chứ không lớn mà cũng không phải là nhỏ nha. Bạn có thể dùng giấy tập làm cũng được nha, nó cũng dễ làm mà dễ thực hiện mà. Bây giờ thì chắc mình phải về thôi, kêu mấy nhỏ về luôn nha bạn, nó đang cuốn diều kia kìa, mà gần 5 giờ mà còn nắng quá trời luôn. Rồi vô Phát, về Phát ơi. Ừ rồi thôi, bây giờ tụi mình về nha, hẹn gặp lại các bạn trong diều lần sau nha.